Anh với em mới thấy đó đâu rồi chị? Dạ anh ở trong buồng. Mặt trời chưa sụp mà đã đi ngủ sao? Dạ mợ tha lỗi, không biết sao tự dưng cái anh bị nóng lạnh. Tôi hiểu rồi, hai người chỉ có một cái quần phải không? Chị Sam ơi, chị Sam, chị Sam ơi. Nè, má sắp nhỏ, mà ba tới chơi kìa. Ừ, tôi ra liền. Quần nè. Má đâu? Dạ chào mờ ba. Nè, sao đứng lỏ mắt ra mà ngó, không vô lấy nước mời mờ ba. Không có mờ ba tụi bay chết hết rồi. Dạ mời mờ ba, mời mờ ba ngồi. Được rồi. Ủa, anh về mới thấy đó đâu rồi chị? Dạ anh ở trong buồng. Mặt trời chưa sụp mà đã đi ngủ sao? Dạ mợ tha lỗi, không biết sao tự dưng cái anh bị nóng lạnh. Tôi hiểu rồi, hai người chỉ có một cái quần phải không? Dạ thiệt tình là như vậy đó mợ. Tôi có soạn một ít quần áo cho mấy đứa nhỏ đây, có mấy cái cho chị nữa. Dạ. Chị chịu khó sửa lại đi bận. Vợ chồng tôi mang ơn mợ, biết chừng nào trả cho hết. Chị Sam à, chị nói chuyện ơn nghĩa làm gì? Số phận chúng mình có khác gì nhau?